Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, xin thầy bố thí cho con hỏi. Con niệm Phật nhưng tập khí xấu rất nhiều. Nhiều khi con rất nóng giận và tham lam mà không biết làm sao để đối trị tập khí của bản thân ạ. Con có nghe qua là muốn điều trị tâm sân thì phải quán từ bi và hỷ xả. Con bạch thầy, niệm Phật rồi thì có được học các phép quán trên không ạ? Và nên quán tưởng như thế nào ạ? Con xin kính chúc thầy thân tâm an lạc, phúc thọ miên trường. Nam Mô A Di Đà Bồ Tát Ma Ha Tát. Thầy xin trả lời thẳng với câu hỏi Phật tử này luôn. Niệm Phật nhiều mà sân tâm chưa trừ khó bỏ. Hỏi rằng có muốn kết hợp thêm pháp quán tử bi có được không? Được. Phật tử nó hỏi quán như thế nào? Thì Phật tử này nên vào trong bộ Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Đại Lão Giác Linh, Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Hòa Thượng viết rất rõ trong đó. Quán tử bi á, phải quán như thế nào? Đấy, mỗi khi tâm sân nó lên, tôi lấy ví dụ nhé. Thầy lấy ví dụ cho Phật tử này và các Phật tử chúng ta này. Ví dụ, các Phật tử nghĩ xem, mình đối với người lớn tuổi, mình coi như ông, như bà, như bố, như mẹ của mình. Coi như, nếu mà người Phật tử học đạo, coi như thầy tổ của mình. Nào, đúng không? À, những người nhiều tuổi hơn chúng ta coi như bố mẹ, ông bà, như thầy tổ của mình. Nào, thì mình có nỡ sân tâm với ông bà, với bố mẹ, với thầy tổ của mình không? Không, đúng không? Không thể. Thì mình nên gì? Mỗi khi cái sân hận nó thì chuẩn bị khởi ra, mình thấy nó phừng phừng lên một cái, sân sân lên một tí rồi là chúng ta này, không được. Ví dụ như thầy chẳng hạn là, này Đạo Thịnh, tại sao ngươi lại đi sân với gì, với thầy tổ của ngươi? Tại sao ngươi lại đi thân với ông bà của ngươi? Tại sao ngươi lại đi sân với bố mẹ của ngươi? Như vậy là gì? Sân tâm dần dần không cánh mà bay. Vì sao? Vì chúng ta không thể sân với thầy tổ, không phải sân với ông bà, không phải sân với bố mẹ của mình được. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải gì? Giữ cái sự cung kính với người đã sinh ra ta, đã nuôi nấng ta, đã dạy dỗ ta, đúng không? Cho nên hãy quán gì? Mỗi khi sân tâm nó khởi lên với những người lớn tuổi hơn chúng ta, hãy xem đó là gì? Đó là cha mẹ ta, đó là ông bà ta, đó là thầy tổ đáng kính của ta. Thì sân tâm kia sẽ tự tiêu trừ. Còn những người ngang tuổi với chúng ta, đồng đồng ngang ngang với chúng ta, chúng ta hãy quán đó là những người bạn thân của mình, những người thân như thủ túc, tức là thân như tay chân của mình, thân chết như thế. Chúng ta không thể lấy tay bên này đánh tay bên kia, lấy tay đánh chân này, lấy chân để gì? Để đánh tay. Cho nên tình thân như thủ túc. Chúng ta quán xem mọi người là bình đẳng, thân thiết như vậy. Nay chẳng nhẽ ta lại sân với những người chúng ta yêu thương, chúng ta kính trọng, chúng ta gần gũi. Không được, không thể được. Không thể sân với những người chúng ta yêu thương, những người chúng ta kính trọng, những người bạn tốt của chúng ta được. Nghĩ như thế, quán như thế thì sân tâm kia dần dần cũng không cánh mà gì, mà bay vèo đi thôi. Còn những người ít tuổi hơn, mình coi như là em của mình, coi như là người con của mình, coi như là người cháu của mình, mình nỡ lòng nào lại đi chửi bới, nguyền rủa, chù ẻo với em mình, với con mình, với cháu mình, với chất mình hay sao? Không được. Mình không thể sống một cách là gì? Là vô lý như thế được. Sống một cách gọi là độc ác như thế được. Sống một cách chẳng khác gì ma quỷ như thế được. Cho nên mình phải khởi cái tâm là yêu thương gì? Các em của mình, các con của mình, các cháu của mình. Yêu thương còn chưa đủ,
thì làm sao chúng ta có thể ghét ra các em của mình, các con của mình, các cháu của mình được? Đó chính là quán gì? Quán từ bi. Đó chính là gì? Từ bi quán, đem áp dụng vào cuộc sống đời thường của chúng ta đó các quý vị. Đó. Trong cuộc sống tu hành, đôi khi chính bản thân gì? Thầy cũng phải áp dụng như vậy, phải quán như thế. Có những lúc bực mình lắm các quý vị. Bực mình lắm chứ. Mình làm rất tốt. Mình dành tất cả những cái gì? Tâm đức của mình, dành tất cả những cái trí tuệ của mình, dành tất cả những cái tâm huyết của mình. Nhưng mà họ lại không ghi nhận. Họ lại hiểu lầm mình, hoặc họ lại gì? Vu oan giáo họa cho mình. Mình uất lắm chứ, ức lắm chứ, bực lắm chứ, tức lắm chứ. Nhưng mà lại phải quán là gì? À, chắc là đời trước kiếp trước mình có nợ họ, cho nên đời nay kiếp này thì mình phải trả nợ cho họ thôi. Những người nhiều tuổi hơn mình coi như là sư phụ mình đó, nếu như người xuất gia. Ít tuổi hơn coi như là em mình, là đệ tử của mình. Bằng tuổi hơn thì coi như người bạn hiền của mình. Còn là những người Phật tử tại gia coi như là ân nhân của mình. Thì làm sao mà mình có thể ghét ân nhân của mình, ghét thầy tổ của mình, ghét bạn bè của mình và ghét đệ tử của mình được? Cho nên là mình quán như thế, dần dần là cái tâm sân hận kia không cánh mà bay. Đấy chính là gì? Đem áp dụng lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống thực tại này, để chúng ta đạt được cái gì? Sự an định ở trong nội tâm, sự thảnh thơi, sự giải thoát, thoát tục ở chỗ đó vậy các quý vị. Đó, cho nên đấy chính là phương pháp gì? Phương pháp gọi là đối trị sân tâm. Phương pháp gọi là dùng từ bi quán để đối trị sân tâm, vân vân. Từ đó mà suy ra, chúng ta có thể áp dụng cho tất cả gì? Các pháp ở trong nhà Phật được. Đó. Đấy thì cái phạm vi trả lời câu hỏi nó không có nhiều, cho nên chỉ trả lời chút chút xíu vậy thôi. Các Phật tử chúng ta nghe có thể mở mang được phần nào là quý, còn chưa được mở mang được trí tuệ, chưa sâu sắc để hiểu được thì có thể đi tham vấn các bậc tôn thúc hay trưởng lão khác. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính bạch sư phụ, qua nghe những bài giảng pháp của sư phụ và hôm nay có buổi Phật pháp vấn đáp, nên con xin có câu hỏi như sau. Con biết được một số nghề nghiệp Phật tử không nên làm, trong đó có nghề buôn bán quan tài. Con chưa hiểu tại sao nghề đó lại nằm trong những nghề không nên làm. Vậy mong sư phụ giải đáp cho con thắc mắc trên. Con xin thành kính tri ân trên sư phụ và các quý thầy. Thưa với toàn thể các quý vị Phật tử chúng ta, ở trong kinh luận, ngày xưa thầy đi học thì có đọc thấy một vài lần ở trong kinh luận có nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có thể vào A Tỳ địa ngục để cứu độ chúng sinh chịu hết cái nghiệp báo ở trong đó, để thuyết pháp giáo hóa, cứu độ chúng sinh ở trong A Tỳ địa ngục thẳng về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng có mấy nghề mà Ngài không thể cứu được. Nghề thứ nhất là nghề gì ạ? Nghề làm nước mắm. Nghề làm nước mắm Bồ Tát Quán Thế Âm không cứu được. Cái nghề thứ hai là nghề làm vàng mã, Bồ Tát Quán Thế Âm không cứu được. Cái nghề thứ ba là nghề buôn bán quan tài, Đức Quán Thế Âm không thể cứu được. Vì sao nói là nghề làm mắm này Quán Thế Âm không cứu được? Trong đó giải thích nói là những người làm mắm ngày xưa, tất cả những con cá lớn, cá nhỏ, cá to vân vân, con chết rồi hay là con còn sống, người ta đều bắt bỏ hồ lốn vào những cái bể, người ta ngâm ở trong đó một vài tuần, một vài tháng cho nó thối rữa ra. Rồi tất cả những con gì nó chết, cho dù nó có rơi vào đó đi chăng nữa, con cóc hay con rắn hay con rết, con rắn gì vân vân, nó có rơi vào cái bể đó, nó chết trong đó, nó rửa ra đó, họ cũng để luôn, họ chẳng vớt đi đâu. Họ đem, họ nấu lên,
họ chắt thành cái nước cốt đó, để bán thành nước mắm cho chúng ta. Đó, cho nên đó, trong kinh Đức Phật là Bồ Tát đi, Bồ Tát Quán Thế Âm nói ngài không thể cứu được những con người làm những cái nghề cực ác như thế. Vô vàn là chúng sinh, triệu triệu mạng sống của chúng sinh đều đem bỏ vào trong một gì, một cái bồn, mình gọi là một cái bể vậy. Chúng ta thấy mạng con người chúng ta chết thì cho dù chết vì Covid đi chăng nữa, mọi người sợ như thế thì vẫn là gì, cho dù không làm đám tang chống kèn để cho người chết được an ủi phần nào, nhưng chúng ta thấy vẫn có cái nghi lễ gọi là tiễn đưa họ trước khi cho đi thiêu hoặc cho đi chôn vân vân. Đó, chúng ta thấy đấy, chúng ta thì chết đi sống thì được bình an mạnh khỏe, chết thì được mồ yên mả đẹp, đúng không? Tại sao lại vô số những chúng sinh ấy, chúng ta giết hại nó không thương tiếc, lại đem gì, đem bỏ thây xác của chúng vào trong một cái bồn cái bể như vậy để cho gì, thối rữa ra với nhau, rồi lại còn đem gì, nấu nung thân xác xương tủy của chúng thành gì, thành nước cốt, mình gọi là nước mắm đó nữa. Đấy, cho nên cái nghiệp đó thì, trong kinh Bồ Tát Quán Thế Âm nói là những người đó người cực ác không thể cứu được. Cái người hạng người thứ hai đó là hạng làm tiền vàng, tức làm vàng mã đó các quý vị, đó là gì, là hạng người gọi là lừa dối người, gạt dối vô vàn những chúng sinh, đưa những chúng sinh lầm đường lạc lối, làm những việc ác. Họ nghĩ rằng đem tiền đô la âm phủ đó để mua chuộc được Diêm Vương, để tiêu trừ được tội lỗi, khiến cho vô số những kẻ ác thì không biết quay đầu là bờ. Họ đã là kẻ ác lại càng ác thêm, phải họ nghĩ rằng cứ làm đi rồi sẽ gì, mua thật nhiều tiền vàng âm phủ để đốt xuống dưới âm phủ sẽ thoát được tội. Cứ làm việc ác đi, đem hình nhân thế mạng thì sẽ được gì, thì sẽ được gì, được thoát tội, được tai qua nạn khỏi, được miễn trừ tội chướng vì đã có hình nhân thế mạng chịu tội rồi, vân vân. Cho nên trong kinh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng những người làm vàng mã, làm tiền vàng giả vàng mã, mình gọi là đồ vàng mã đó, Bồ Tát Quán Thế Âm không thể cứu được. Và một cái nghề nữa đó là nghề buôn bán quan tài. Nghề buôn bán quan tài ở đây thầy cũng đã giảng mấy lần rồi. Nghề buôn bán quan tài ở đây không phải là tất cả ai buôn bán quan tài cũng là người ác các quý vị nhé. Những người buôn bán quan tài mà người ta gọi là vì phục vụ ở nhân dân, phục vụ ở mọi người. À, trong khu phố hay trong làng xã có người mất đến mua thì họ bán. Vì nếu họ không bán, không có ai bán thì biết đi mua ở đâu. Cho nên họ cũng mở ra đấy để bán, để phục vụ mọi người là chính, phục vụ nhân dân là chính, chứ không phải vì mục đích là gì, kiếm lời kiếm lãi ở trong đó. Họ có những nghề khác họ làm, cái đấy họ gọi là có để thêm được phục vụ chúng sinh mà thôi, phục vụ nhân dân mà thôi. Ví dụ họ có, ví dụ là họ có gì, có cửa hàng bán gì, bán đồ tạp hóa hay các gì, bán các đồ gì để kiếm sống rồi. Nhưng mà vì cái cả trong cái làng, trong xã, cả thậm chí là mấy thôn, mấy xã, mấy chục cây số chung quanh không có ai bán cái đồ đó, khiến cho khi mà có người mất, dân làng phải đi xa mới có thể mua được cái cỗ quan tài. Cho nên họ thấy như thế, họ khởi lòng thương, họ thôi lấy về và họ để đấy. Trong làng, trong xã, trong thôn, trong bản có ai mất thì đến họ để cho cái giá cả phải chăng. Thì họ không phải là ăn lờ ăn lãi lớn ở cái chỗ đó. Thì cái trường hợp đó gì, cho dù bán quan tài nhưng không phạm tội, vì tâm của họ không phải là ngày nào chúng cũng mong cho có người chết để bán quan tài. Mà ở đây nói là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát người không cứu được cái người đó là sao, thì là người đó mở cái cửa hàng bán quan tài ra, ngày nào cũng mong là gì, được mua may bán đắt, nhập quan tài vào thì giá rẻ, bán quan tài ra thì giá đắt. Một ngày bán được vài cái quan tài để kiếm lời vài triệu, vài chục triệu thì mới gì, mới vui. Và họ cầm đồng tiền trên tay, tâm họ vui mừng, mắt họ sáng ngời lên,
À, như là đèn pha ô tô. Nói vui một chút như thế. À, nói nôm na nói tóm lại là họ mở cửa hàng bán quan tài về mục đích là kinh doanh kiếm lợi. Cho nên là ngày nào họ cũng mong là gì? Bán được một vài cái, vài chục cái, vân vân. Hôm nào không bán được thì họ buồn, bán được thì họ vui. Vì bán được họ lại được tiền nhiều. Cho nên là ngày nào họ cũng mong gì? Cho bán được nhiều quan tài. Tức là vô hình chung họ mong cho ngày nào cũng có nhiều người chết. Đó là gì? Khởi cái tâm ác. Kiếm ăn trên gì? Trên xương máu, trên sự đau khổ của đồng loại, của người khác, của nhân dân. Cho nên á, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói những người làm nghề bán quan tài mà khởi cái ác tâm á, ác hạnh á, ác nghiệp ác duyên như thế thì sau khi chết đi chắc chắn bị đọa lạc. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài không thể cứu độ được vậy. Đó, cũng giống như người làm nghề làm mắm và người làm nghề nghề vàng mã vậy, không thể cứu được. Đấy. Cho nên chúng ta phân ra cái trường hợp bán quan tài gọi là phục vụ nhân dân. À, không mong cho ngày nào cũng bán được mà có ai đến thì mình phục vụ thôi chứ không khởi tâm mong cho có người chết, thậm chí cả tháng trong xã trong thôn mình không có ai chết là càng tốt, cả năm không có người nào chết ở trong thôn trong xã mình á thì càng quý. Đấy, có những trường hợp bán quan tài họ mở ra để phục vụ nhân dân chứ không phải là mở ra để kinh doanh để mong ngày nào cũng bán được vài cái vài chục cái. Đó. Thì cái trường hợp đó hoàn toàn khác nhau. Thì chúng ta phải phân biệt ở giữa cái gì? Giữa cái tâm của người bán quan tài đó để nó định hình thành tội hay là thành phúc. Họ mà gì? Phục vụ bán quan tài để phục vụ nhân dân. Thì đó là gì? Họ định hình cái tâm thiện cho nên thành quả phúc vậy. Còn nếu họ bán quan tài với mục đích kinh doanh, ngày nào cũng mong cho có nhiều người chết, càng nhiều người chết đến mua thì càng bán được gì? Quan tài nhiều, tức là gì? Họ khởi cái tâm định hình là nhân là xấu cho nên chắc chắn sẽ phải thọ quả báo ác vậy. Đó, cho nên chúng ta cũng phải biết rất rõ cái điều đó. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, đệ tử con pháp danh là Diệu Âm Chí Đức, nay con có câu hỏi xin người giải đáp giúp con. Vì nguyên nhân gì mà trong thi cử và cuộc sống hay gặp nhiều điều trắc trở không được như ý ạ. Xin sư phụ bố thí cho đệ tử con phương pháp để giúp mọi việc trong cuộc sống bớt trở ngại hơn ạ. A Di Đà Phật. Vì nguyên nhân gì mà trong thi cử thì không được như ý. Như các cụ ngày xưa nói là học tài thi phận đó hả? Đấy. Các cụ ngày xưa từng nói học tài thi phận. Phúc mình kém. Thì mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ thi cử đâu các quý vị. Mà tất cả tất tần tật những gì ở trong cuộc sống chúng ta dường như là gì đều kém sự may mắn. Đấy, kém phúc, kém duyên. Thì cho dù mình có học giỏi á nhưng thi điểm thì vẫn không bằng cái đứa thì học dốt ngồi ngay bên cạnh mình. Thậm chí nó chép bài mình nó được 9-10 điểm, mình làm bài mình chép hết mà mình chỉ được có 6-7 điểm thôi. Đấy, nó chép bài mình mà nó lại được 9-10 điểm. Không may á, cái lúc thầy giáo hay cô giáo chấm bài đến bài mình mà đến cái lúc mà thầy cô giáo mệt mỏi rồi buồn ngủ rồi đọc lại thấy sao cái bài này nó giống cái bài trước. Bài trước mình nó 9-10 điểm, cái bài này sao nó giống giống cái bài trước nhỉ? Thế lúc đó các thầy đang mệt mỏi hoặc đang buồn ngủ, chả chắc cái trường hợp này là quay cóp đây, cho nên bài trước thì 8-9 điểm, bài này phệt cho gì? 6-7 điểm thôi. Chấm cho 6-7 điểm thôi. Đấy, học tài ở thi phận. Chúng ta thấy không may gặp đúng cái lúc mà các thầy cô giáo không vui hoặc là buồn ngủ, chấm bài nhiều buồn ngủ cho nên là bài bài trước thì chấm xong rồi bài mình lại chấm sau. Cho nên lại thấy chữ của người chép bài mình nó đẹp hơn, nghĩ rằng cái người này mới người làm bài tốt còn mình là chữ xấu hơn. Cho nên á nghĩ là trường hợp này chắc là quay cóp đây, cho nên gọi là sổ cho một cái đường
6 điểm thôi, kia thì đường 9 điểm, mình đường mới có 6 điểm. Trong khi đó nó chép bài mình, trong khi đó thì mình làm ra mà mình được có 6 mà người ta chép bài mình thì được có 9, mà họ lại được 9. Đấy, học tài thi phận đại khái là như thế. Nhưng chung quy lại đều xuất phát từ gì? Cái cội phúc của mình vậy các quý vị. Phúc mình không có thì làm gì cũng thua lỗ. Người ta có phúc, người ta làm chơi là ăn thật. Mình kém phúc thì làm thật là gì? Lại ăn chơi. Đấy, nó khổ như thế. Đấy, khổ như thế đấy các quý vị ạ. Đấy, có đâu đơn giản đâu. Cho nên Phật dạy chúng ta là phải gì? Muốn có phúc thì phải tu phúc vậy. Muốn hết nghèo thì phải bán cái nghèo đi vậy. Bán cái nghèo bằng cách nào? Thời xưa Đức Phật còn tại thế có kể câu chuyện là, đó, có vị tỷ khiêu, đệ tử của Ngài có vị tỷ khiêu gọi là kim tiền tỷ khiêu. Tức là trong tay của vị tỷ khiêu đó có đồng tiền vàng. Lấy đi thì lại sinh ra, lấy đi lại sinh ra, lấy đi sinh ra, lấy đi vô cùng vô tận không bao giờ hết. Cho nên vị tỷ khiêu đó gọi là kim tiền tỷ khiêu. Đức Phật kể với nhân duyên nói rằng từ thời Đức Phật Ca Diếp về trước, Đức Phật thành Phật và nhập Niết Bàn rồi, vào cái thời tượng Pháp, có một vị Thánh Tăng A-La-Hán. Bây giờ có một vị tiểu phu đi đốn củi, nhà rất là nghèo. Nhà rất là nghèo. Khi mà bán củi xong định lấy cái đồng tiền đó để đi đong gạo về nuôi vợ nuôi con, thì gặp vị Thánh Tăng đó đem hoan hỷ này, đem cúng dường vị Thánh Tăng A-La-Hán đó. Cho nên do công đức đó thì đời đời kiếp kiếp sinh ra đều được giàu sang phú quý. Đều được giàu sang phú quý. Mà đặc biệt trên tay vị đó lúc nào cũng có một đồng tiền vàng, lấy đi lại có, lấy đi lại có. Đấy. Đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đứa trẻ đó sinh ra ở trong một gia đình phú ông rất là giàu có, nhưng cái bàn tay của nó nắm không bao giờ mở ra. Đến năm 12 tuổi bàn tay đó không mở ra. Một hôm Đức Thế Tôn đến khu vực đó để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, thì gặp đứa trẻ đó, và Đức Phật sau khi thọ thực xong thuyết pháp cho gia đình đó và những người hầu của gia đình đó, nhà thí chủ, đại thí chủ đó nghe pháp xong rồi thì Đức Phật thấy đứa trẻ đó đi qua như bàn tay nắm, Đức Phật mới gọi đứa trẻ sang. Chạy sang Đức Phật, Đức Phật bảo trả cho ta cái đồng tiền ở trên tay của con đây. Thế là đứa trẻ đó gì? Đưa cái đồng ngả tay ra, thì cái đồng tiền vàng Đức Phật lấy đi, thì một đồng kia lại hiện lên, lấy đi đồng khác lại hiện lên, cứ như thế. Và lấy đến cho, để cho vô số những người nghèo ở trong làng vẫn chưa hết. Và kết quả là một thời gian sau đứa trẻ đó theo Phật xuất ra, gọi là kim tiền tỷ khiêu, xuất ra rồi trên tay cũng vẫn còn. Và trong có sách nói rằng vị đại A-La-Hán trước đây đó chính là tiền thân Đức Phật Thích Ca. Còn vị kim tiền tỷ khiêu kia chính là vị tiểu phu nghèo kia vậy. Do cúng Phật một đồng tiền vàng mà đời đời kiếp kiếp sinh ra, từ đó không bao giờ bị nghèo cùng khốn khổ nữa. Và Đức Phật thọ ký cho rằng vì này cho đến khi thành Phật, trên tay lúc nào cũng có đồng tiền, mà sinh ra bất cứ nơi nào đều không phải túng thiếu, không phải nghèo cùng, không phải khổ sở thiếu thốn vật chất nữa. Chúng ta thấy một lần cúng dường một vị Thánh Tăng A-La-Hán, một vị Bồ Tát là công đức còn vô lượng như vậy. Cũng có một câu chuyện ở trong truyền cổ Phật giáo nói rằng vị tỷ khiêu này cúng dường chính Đức Phật Ca Diếp. Đấy, có nghĩa là cũng có hai câu chuyện ngày xưa chúng tôi được đọc thấy. Một nó rất là giống nhau như thế, nhưng cũng không biết là cái nào là chuẩn. Cho nên nay chúng tôi kể cái câu chuyện nói là vị tỷ khiêu đó cúng dường vị A-La-Hán. Vị A-La-Hán đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Nhưng cũng có trong câu chuyện nói rằng vị tỷ khiêu kim tiền kia là cúng dường Đức Phật quá khứ đó, Đức Phật Ca Diếp. Nay gặp Phật Thích Ca, trên tay có đồng tiền vàng, và mãi mãi sinh ra không bao giờ nghèo cùng khốn khổ nữa. Nói tóm lại, tôi kể câu chuyện đó cho chúng ta thấy gì? Chúng ta vì sao mà nghèo?
vì chúng ta không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết làm việc thiện, cho nên nghèo vậy. Có người nói rằng vậy, tôi đã nghèo rồi, tôi bố thí cái nghèo bằng cách nào? Chúng ta nghèo về vật chất thì bố thí cái nghèo bằng gì? Bằng tinh thần, bằng cái tâm cúng dường, bằng cái tâm hoan hỷ, bằng cái tâm gì? Hoan hỷ với sự giàu sang phú quý của người. Thế dần dần thì chúng ta cũng sẽ bớt đi cái tâm keo kiệt, buồn xỉn. Cho nên dần dần chúng ta sẽ tốt đẹp lên thôi. Đó chính là cách bố thí cúng dường tốt nhất. Khi chúng ta không có tiền, chúng ta vẫn có thể bố thí cúng dường bằng cái tâm tùy hỷ người khác được, bằng cái sự vui mừng khi người thấy người khác làm được việc thiện được. Đó. Cho nên đây chính là cái nhân để cho chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh ra không bao giờ bị nghèo khổ, không bao giờ bị túng thiếu, không bao giờ bị bần hàn, không bao giờ bị cơ cực nữa. Đó.